Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân khi trải qua thời gian dịch bệnh kéo dài suốt nhiều tháng liền, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã trích kinh phí từ phong trào nuôi heo đất và kêu gọi các mạnh thường quân để đưa phiên chợ không đồng đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Hình ảnh nữ chiến sĩ áo xanh hết mình vì nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân. Trời lất phất mưa, thế nhưng không khí bên trong nhà văn hóa này lại vô cùng ấm áp khi phiên chợ không đồng của Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng về với bà con phường Hòa Minh. Trải qua thời gian dịch bệnh kéo dài, thấu hiểu được những khó khăn vất vả của bà con nhân dân, phiên chợ với những mặt hàng thiết yếu đã được Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Phụ nữ phường Hòa Minh tổ chức để phục vụ người dân. Chúng tôi có một cái phong trào gọi là phong trào nuôi heo đất vì người nghèo. Trên cái phong trào này thì cái số tiền chúng tôi tiết kiệm được đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động các mạnh thường quân, những người có hoàn cảnh tốt hơn để cùng chung tay với chúng tôi. Trở thành tiểu thương phục vụ nhân dân có lẽ là điều không còn xa lạ với Phụ nữ Công an Đà Nẵng. Lần này thay vì bán trợ giá, các chị tặng miễn phí thực phẩm thiết yếu cho người dân, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Bà con ở đây là đi nhận quà và thấy được tấm lòng của những chiến sĩ công an thành phố là đối với nhân dân là rất là tình cảm. Bản thân tôi thì cũng lớn tuổi không có việc làm, còn phải nuôi ông bà già nữa, cho nên là rất khó khăn. Nhờ sự nhiệt tình của chị em phụ nữ đã giúp đỡ và giới thiệu cho tôi đến phiên chợ không đồng này, tôi rất là cảm ơn. Bản thân là một chiến sĩ công an, mong muốn là góp một chút phần nhỏ bé trong cái sự khó khăn của cái bà con, nhất là giai đoạn dịch bệnh này. Mặc dù chỉ là những phần quà nhỏ mang giá trị vật chất không lớn, nhưng chắc hẳn nó sẽ phần nào chia sẻ với những khó khăn của người dân trong giai đoạn này. Và đối với những người chiến sĩ công an, đó cũng là niềm hạnh phúc, tự hào khi có thể hết lòng vì nhân dân phục vụ.